Ok mọi người, thì hiện tại có một cái sự kiện bên Nemo TV, đó là sự kiện tuyển dụng streamer, gọi là thi stream đó mọi người. Thì mình sẽ tham gia cái sự kiện đó, và ok thì mọi người nhớ qua bên Nemo TV với số ID là 6693 4000 để ủng hộ mình nha. Và hay là mọi người có thể tìm cái tên là Tín NT Gaming nha mọi người, để ủng hộ cho mình một follow. Ok, và hiện bây giờ vào lúc khoảng 5:30 tối hàng ngày nha mọi người, thì mình sẽ stream ở bên Nemo TV, stream mini world sinh tồn các thứ này mọi người. Ok, cảm ơn mọi người. Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín NT Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái video về mini world sinh tồn núi lửa nha mọi người. Trước khi về video, mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ cái channel của mình nha. Ok mọi người, thì trong tập trước đó mình đã triệu hồi được mấy em dân làng nè, đó xịn sợ con bò luôn fam. Thì trong thời gian nhớ tập á, mình cũng đã đi kiếm đi lên mặt trăng đó mọi người, đi lên hành tinh Horus để kiếm khá là nhiều kim cương, và đây đó chính là thành quả của mình được hơn một stack kim cương và thêm vài miếng mà vài khối kim cương còn nguyên nữa mọi người. Thì trong cũng trong thời gian nhớ tập mình đã phụ ma thanh kiếm này lên những cái gọi là hiệu ứng khá là xịn sò luôn, và trong đó có một cái hiệu ứng gọi là hất tung nha mọi người. Đây để bây giờ mình sẽ để hai bọn xem, gọi là mình test cái kiếm này cho mọi người xem này, và bụp đó mọi người thấy chưa, hất tung cao thực sự luôn đó. Và ở kìa đó, one hit rồi bay lên trời luôn đó, xịn sò thực sự. Và đó là đúng rồi, mình còn có nâng cấp, mình còn có cường hỏa thêm một cái mũi khoan nữa. Và bây giờ mình đã có hai cái mũi khoan rồi mọi người, thì còn một cái mũi khoan mình mua từ cái anh dân làng và một cái mũi khoan mình chế ra nữa, thế là tốn luôn. Và đây chính là cái mũi khoan mới của mình. Thì cái mũi khoan này cũng có một cái hiệu ứng, đó là mềm mại phải không ta, mình mềm mại phải không ta, mình cũng không nhớ nữa. Thì hiệu ứng đó gọi là gì mình quên tên mất rồi, tự nhiên mình quên tên hiệu ứng đó mất rồi. Nói chung là đào nó sẽ ra khối luôn mọi người. Bây giờ mình đào thử cho mọi người xem này, đó đào ra miếng kính luôn đó rồi. Và bây giờ thì trong tập này á, mình sẽ dự định là mình sẽ nâng cấp kiếm mấy cái anh dân làng của mình lên thành những cái có mang giáp các thứ này. Thì trong thời gian nhớ tập mình đi đào kim cương á, để trong tập này mình sẽ chế tạo mấy bộ giáp kim cương cho mấy anh, để mấy anh gọi là mấy anh bảo vệ đó mọi người, có thể có sức mạnh trâu hơn này, gọi là đánh mạnh hơn này. Ok, để bây giờ mình sẽ nhưng mà trước hết thì mình phải lấy lại một cái khen kiếm của cái anh hồi bữa mình đưa nhầm cái kiếm kim cương đã. Thì để lấy lại cái thanh kiếm đó thì mình phải chế tạo một cái viên kẹo. Còn cái viên kẹo thì mình phải còn cái viên kẹo thì mình phải đi lấy cái quả của cái ăn quả này đó, lấy cái này. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái nước ép hay sao mọi người. Để bây giờ mình vô nhà coi thử mình còn kính hay không đã, vì chúng ta còn kính để chế tạo cái bình. Còn kính không ta? Hay quá, còn hai cái, không biết hai cái chế đủ không ta. Ok, và được 24 miếng kính rồi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái bình luôn. Rồi, một cái bình. Và có đó mình sẽ chế tạo nước trái cây này. Và hình như là, để mình xem thử cái viên kẹo đó chế tạo từ cái gì. Mình thiếu một cái quả nữa. Đây rồi, có sẵn cái quả luôn. Và mình thiếu mấy bị sữa nè mọi người, mấy cái chai sữa nữa. Và để bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái chai này, và chế tạo thêm mấy cái chai không này, và tìm như là em bò. Ủa mình lấy sữa dê được không ta, để xem thử. Phải còn mía ở kìa, mệt thực sự luôn. Không biết là may mà nhà mình còn khá là nhiều mía đây nè, sẵn trước mặt nhà mình có khá là nhiều mía luôn nè. Đó đi về có em quá trước mặt thì đánh sẵn thì đánh luôn, khó chịu thực sự. Đây em đây nữa nè, bay lên trời cao luôn. Em kia nữa kìa, bay lên trời cao luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ thu thập mấy cái bí này luôn, nó khá là nhiều mía luôn. Và được 17 cây, ok, chắc như vậy là đủ đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ chạy qua đó một phát. Và mình phải cần một cái cây bông đó mọi người, thiếu một cái cây bông, mình không biết gọi cái đó cây bông gì nữa. Hy vọng là nhà mình còn có cây bông đó nha mọi người. Và đây, mình sẽ cho em này ăn mía và lấy cái chai. Ăn mía chưa? Ok, lấy một chai sữa này. Và chúng ta cần 3 chai lận. Ok, hết cho rồi à. Ăn nữa không? Ok, đủ rồi, như thế là chúng ta đã có 6 chai. Và mình phải đi tìm một cái bông nữa, thiếu một cái bông nữa mọi người. Hy vọng là nhà mình có cái bông nữa nha. May quá, còn đúng một cái luôn mọi người. Còn đúng một cái bông này nè. Ơ kìa, may thật sự luôn á. Và không biết cái bông này hình dạng như thế nào. Thì ra là cái bông hình dạng như thế này. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ chế tạo viên kẹo luôn. Ok, sao không có viên kẹo? Hay là chúng ta phải nấu lên? Ok. Mình phải nấu lên. Ok, nãy giờ hiện chi mình không tìm thấy công thức. Bây giờ mình phải nấu lên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đuốc này nấu luôn luôn. Đây, ok. Và
chế biến cái kẹo luôn. Và chúng ta ok đủ một cái rồi. Và ok chứ, ok chứ, ok chứ. Lẹ. Ok, được rồi, chúng ta đã có một viên kẹo rồi. Và bây giờ mình sẽ tìm cái anh cầm kiếm. Hình như anh đã đi ngủ mất tiêu rồi. Anh này đúng không ta? Đúng rồi, anh này cầm kiếm và anh đang đi ngủ rồi mọi người, không có được. Nhưng mà trước đó thì chắc bây giờ mình sẽ sẵn tiện thì chế tạo thêm bộ giáp cho anh mọi người luôn đi. Chúng mình phải cần chế tạo thêm một bộ giáp nữa cho mấy cái anh bảo vệ mọi người. Và để bây giờ mình dọn đồ ba lô trong ba lô mình phát đã. Ok, và đầu tiên bây giờ mình sẽ chế tạo một cái bộ giáp cho cái anh đầu tiên đã. Thì có một cái anh cầm kiếm kim cương của mình thì anh đã lại có sẵn cái mũ kim cương rồi. Và bây giờ mình cần chế tạo một cái nón giáp kim cương, quần kim cương và giày kim cương. Thì chúng ta sẽ cần cái gì đây? Đây, chúng ta cần da, đúng rồi, mình thiếu da. Ồ, đúng rồi, thì trong thời gian giữa hai tập mình đã kiếm thêm được khá là nhiều da rồi, 37 da. Và mình sẽ chế tạo một cái ngực nè, một cái quần và một cái đôi giày. Ok, ổn áp luôn. Và ok, bây giờ mình sẽ xem thử anh nó dậy chưa đã. Hình như là chỉ có buổi tối nó mới dậy thôi. Thế thì chắc bây giờ mình sẽ trao nghề cho một vài anh trong này đi. Thì không biết là mình còn cây cung nữa không ta. Mình sẽ cho một cái anh cầm cây cung đi. Có cây cung này trong này nữa không? Không, trong này không có cung rồi mọi người. Như là mình chỉ có một cây cung duy nhất của mình thôi. Khá là xui rồi. Và để bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cây cung đi. Cây cung thì chúng ta cần thêm sắt này. Đó, cho một cái anh nào đó cầm cung bắn cho nó xịn sò hẳn đi. Và cây cung thì chúng ta thiếu tơ, một ít tơ. Rồi và đây, một cây cung. Rồi và bây giờ mình sẽ sẽ lấy cây cung này ra. Rồi, và cho một cái anh nào đó. Anh nào đây ta? Anh này sẽ lấy cây cung đây. Anh này sẽ còn đầy máu nha. Anh này đầy máu này. Ok, cho anh này cầm cung luôn. Đó, xịn sò luôn. Và mình sẽ cho anh này mặc giáp luôn đi. Đó, sao anh này đi ngủ rồi? Sẵn tiện cho anh này mặc giáp đồ kim cương luôn mọi người. Và đây, lên giáp đi. Lên giáp đi, ok, để trừ cái đầu thôi. Ê, hay là mình sẽ lấy một cái đầu. Không biết là nhà mình có cái đầu bằng sắt hay đầu bằng gì không ta. Chả có luôn á. Ok, sẵn thì chắc mình cho chết tí nữa mình chờ cái anh kia ngủ dậy xong mình cho anh đó một bộ giáp kim cương luôn. Hay là mình sẽ chế tạo thêm một bộ giáp kim cương nữa đi. Đây, một bộ giáp kim cương mới nữa. Mình thấy mình hơi bị phá kim cương rồi mọi người, còn có tí xíu kim cương thôi. Và mấy anh này dậy lẹ đi. Kìa, ngủ hò luôn á. Anh này cũng thiếu giáp nữa nè. Khó chịu thật sự. Và mình sẽ cho một anh nào đó học nghề của nông dân. Anh này sẽ chọn học nghề nông dân. Anh này đi. Ok. Và anh này hình như là thiếu, anh đó thiếu khá là nhiều máu, nó mất khá là nhiều máu mọi người. Mình sẽ xem thử trong cái ba lô mình còn cái thiếu hết mấy cái bông rồi. Có bông trong này không? Không có bông để mình. Ok. Anh này vô đây làm gì? Đi ra. Anh này vô đây làm gì á? Đi ra ngồi. Mấy này cứ phá vô nhà mình phá không à? Đánh một phát nè. Vô phá nhà mình. Đi ra. Rồi và chắc mình ok, anh này không chịu đi ra. Ok và mấy này gọi là thu hoạch lúa xong mấy này có trồng lại không ta? Thế là mình phải chế tạo một cái rương cho anh ta để anh ta bỏ vào. Mình cũng không biết đâu mọi người. Thế bây giờ mình sẵn chế tạo một cái rương đi. Lấy cái rương trên này đi. Để anh ấy, mình không biết là anh ấy gọi là thu hoạch xong anh ấy bỏ ở đâu nữa. Nhưng mà thôi mình cứ để tạm ở đó đi. Đó, để tạm một cái rương gần cái chỗ mấy anh này hay nhảy múa đó mọi người. Đó, để tạm một cái ở đây. Hy vọng đó bỏ đồ trong rương nha mọi người. Và đúng rồi, mình phải chế tạo một cái đồ của anh thần nông nữa. Cái đó thì chúng ta cần một cái bột chúng ta cần cái bột thuốc nhựa màu vàng. Thuốc nhựa màu vàng thì chúng ta cần cái trái gì đó mọi người. Cái trái màu vàng vàng, không biết là mình có không. May quá mình có một cái. Và mình cần thêm len. Len thì ở phía bên cái kho dự trữ đồ ăn của mình thì có khá là nhiều len trong đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô đó lấy một tí. Len đâu ta? Không phải. Cái chỗ chứa len quăng. Ai rồi, có len rồi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái len luôn. Đây, được khá là nhiều khối. Rồi mình sẽ tạo một chế tạo hết luôn đi. Để mình có gì mình làm cái băng cứu thương cho mấy cái em đó nè mọi người, mấy cái em dân làng nữa. Khá là nhiều kho hướng dương luôn. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cờ đó, một cái cờ màu vàng trước đã. Cái cờ màu vàng đâu ta? Đây rồi, đây cờ của anh nông dân. Và mình sẽ gắn cái cờ này xuống cái chỗ ruộng lúa. Đây rồi, gắn ở đây. Đặt ở đây được không ta? Ok, và như thế là nó sẽ thu hoạch lúa ở xung quanh này. Rồi, và
Không biết là anh đó có bỏ đồ cho này không? Không biết nữa mọi người. À, vậy là anh này là cái anh đã lấy đồ của mình, thả hết đây. Ok, và bây giờ mình đã lầm lã hết rồi. Và đây là cái kiếm kim cương xịn sò của mình đây. Ok, và bây giờ mình sẽ hình như trong nhà mình có còn dư một cái kiếm kim cương đó mọi người. Mình chế tạo dư một cái đó. Và bây giờ mình sẽ lấy cái kiếm kim cương gọi là còn nguyên ra mọi người. Đây, cái kiếm kim cương còn y nguyên. Và bây giờ mình sẽ cho anh đó cái kiếm kim cương này nha mọi người. Đây, ok, anh ơi, anh đâu rồi? Anh đó là anh nào ta? Anh chả biết nữa. Hình như là anh này. Cho anh này cái kiếm đó. Và mình sẽ cho anh này một bộ dép xịn luôn. Đây, lên đi. Cái mũ kim cương và một cái giáp kim cương. Ok, và cái anh này thì mình sẽ cho một cái đầu kim cương cho anh này luôn. Đây rồi, đó, một anh cầm cung khá là xịn sò luôn. Và còn lại thì mình sẽ cho cái anh, đây, cái anh cầm cái kiếm bình thường này. Ok, thì đó là ổn áp rồi đó mọi người. Và bây giờ mình đã dư thêm một cái kiếm kim cương để cường hóa nữa, để phụ ma nữa, khá là ổn luôn mọi người. Và để bây giờ mình sẽ chế tạo mấy cái đồ hồi máu trong cái anh nhân làng. Có một vài anh đang bị thiếu máu khá là trầm trọng, như là cái anh, ủa đâu mất tiêu rồi, mình nhớ là có vài anh thiếu máu khá là trầm trọng mà. Anh làm nông đang thiếu máu khá là trầm trọng, mình sẽ hồi máu cho nó được không? Ok, nó đang ngủ nên không hồi máu được mọi người, khá là xui. Ok, anh này đi vô xong được hồi máu luôn. Ok, chắc như vậy là ổn rồi đó mọi người. Nhưng mà có một vài anh cứ hay chạy lộn lặn, họ hay chạy lộn lên á. Đó, như anh này cứ chạy lộn lên hồi đi về chỗ đi. Đi về chỗ. Đi về. Anh này không chịu vô giường gì hết. Ok, mình sẽ đánh anh này đi vô giường. Ok, không, anh này không nghe lời mình luôn mọi người. Đi vô giường. Ok, anh này không chịu nghe lời mình. Vô nhà cứ mở cửa quá làm gì. Đi ra ngoài. Ok, mình sẽ đánh anh đó về giường nha mọi người. Khó chịu thật sự, mà anh này cứ phá không à. Một cây kiếm nè. Ok. Nó bị rớt lên. Ok, chết luôn rồi à. Ok, mà đánh nhẹ siêu mà. Rồi xong này chết mất tiêu luôn rồi mọi người. Ôi trời ơi, không xong rồi. Mình lỡ tay mọi người. Không biết trong này có cái. Đi ra chỗ khác. Anh này. Ok. Và hình như anh đó chưa có giường mọi người, nên không có cái hiệu ứng cái đầu lâu. Ok, may quá anh đó. Ok, bây giờ mình sẽ chết. Bây giờ mình sẽ đi ngủ một tí xíu đã. Không làm mấy anh dân làng, mấy anh thổ dân lên đánh nữa. Rồi ok, thì mình nãy mình có lỡ tay đánh á, một anh thủ dân chết, thì bây giờ mình sẽ chế tạo một cái mộ để tự nhớ ảnh. Nãy mình lỡ tay mình đánh nhầm mọi người. Và có cái bia mộ, đây là cái bia mộ để tưởng nhớ. Ok, xui thật sự luôn, nãy mình đánh nhầm mất tiêu luôn. Và đây mình sẽ đặt ở đâu người ta, đặt ở hướng này đi cho nó, đây hướng này đi, đặt một cái bia mộ. Và cái anh này đâu, đây. Ok, rồi, và mình sẽ hồi máu tiếp theo cho anh này đây ta. Đây có một anh khá là yếu máu, mình nhớ không nhầm lại vậy. Anh này, anh nông dân này khá là yếu máu nè. Ok, mình sẽ hồi máu cho anh này hết luôn. Và anh này có cho mình cái gì không ta? Có cho mình lúa không? Đây nè. Ok, anh này có cho ra lúa này, nhưng mà mình không biết là anh này sẽ bỏ đồ vào đâu mọi người. Khá là khó hiểu luôn á. Chả biết anh đó bỏ đồ vào đâu hết. Anh ấy có thu hoạch vậy mà mình chả biết nữa. Rồi mình sẽ cho thêm vài anh cầm cái cuốc nữa đây. Mình sẽ cho cái cuốc này nhiều lên một xíu. Anh này cầm cuốc nữa đây. Anh này sẽ cầm cuốc đây. Này nữa đây. Đó, một anh cầm cuốc nữa. Và như thế là mình cần anh này chả có tác dụng gì nè. Có một vài anh mình chưa biết có tác dụng gì nữa. Hay là mình sẽ cho anh đó tất cả trở thành hộ vệ ta. Nó khá là ổn á. Đúng rồi mọi người, thì hình như trong phiên bản này mấy anh này cầm được boomerang phải không ta? Sẽ chế tạo thử cái boomerang thử. Anh này có cầm được không? Cái boomerang thì chúng ta cần cái xương. Đây, xương của thầy, ông thầy cúng. Và xem thử công thức boomerang. Boomerang chúng ta cần gì ta? Đây, chúng ta cần hai cái xương màu xanh à, màu xanh lá cây à. Xương màu xanh lá cây là xương gì? Vừa đủ hai cái luôn mọi người. Xương này là xương gì ta? Chả biết nữa. Và vừa đủ hai cá luôn, về chúng ta đã có một cái boomerang. Boomerang này chơi khá là vui luôn, sát thương khá là khá, sát thương khá là cao đúng không mọi người. Và bây giờ mình sẽ cho một anh nào đó sử dụng boomerang đi. Có anh nào không ta?
hình như là mình thiếu dân làng phải không? Sao mình thấy ở đây rồi, cái anh này trốn làm gì trong này vậy? Ok, anh này sẽ cầm boomerang. Xịn xò, xịn xò, xịn xò. Và mình sẽ đi tìm một bộ giáp cho anh nó đi. Hiện tại thì mình không có thể dùng hết kim cương trả bộ giáp, tất cả bộ giáp cho em đó được, mấy anh được. Bởi vì mình đang có khá là ít kim cương á, mình sẽ tận dụng mấy bộ giáp trong này. Mấy bộ giáp này thì khá là yếu mà đang mấy... làm sẽ chế tạo mấy bộ giáp sắt cho anh này đi. Ok, chế tạo sẵn thì chế tạo một bộ giáp sắt luôn. Đó, có thể hơn không nha mọi người. Một bộ giáp sắt. Bộ giáp sắt thì chúng ta cần thêm mấy cái viên ngọc xanh đá lam này. Rồi, ok, hẹn chi nãy giờ tiền không ra. Rồi, đầu tiên là chúng ta có một cái nón nè, một cái áo giáp, một cái quần, cuối cùng là cái đôi giày. Ok, và mình sẽ cho em đó luôn. Ok, anh này thiếu gì vậy? Cái anh cầm boomerang đâu ta? Ủa? Anh cầm boomerang đâu? À, trên kia, trên kia, trên kia. Không thấy, anh này trốn kỹ quá. Rồi, cho cái này. Đây, cái quần nữa. Rồi, cái đôi giày nữa. Ok, chạy về nhà đi ngủ đi, chạy về nhà đi ngủ đi. Thế là ổn rồi đó mọi người. Và ok, bây giờ là chúng ta cũng đầy đủ rồi đó. Và hình như là mình đang bị thiếu dân làng phải không ta? Trong này sẽ có bốn em hộ vệ, hai em là nông dân, và hình như là mình thiếu một em thì phải. Mà nhớ là bữa mình thu phục 8 em mà. Hay là 7 em ta, mình quên mất tiêu rồi. Hay là mình bị mất tiêu đâu, một em mình bỏ bỏ rơi em đó đâu, mất tiêu rồi. Như là mấy anh này bỏ vào trong rương rồi mọi người. Ok, xin xin xin. Và chắc bây giờ mình sẽ đợi chờ tối đi, mình kiếm thêm một vài em nông dân nữa. Bởi vì mình cái ruộng của mình nó khá là rộng đó mọi người, mình sẽ mở rộng là tăng số lượng nông dân lên để thu hoạch cho nhanh đó mọi người. Đó, có được cái ruộng, có một gọi là hệ thống tự động trồng trọt, thế là cũng xịn sò đó. Và nhưng mà mấy anh này không có hái bông hay sao á, khá là buồn luôn. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ đợi một tí xíu. 1 hour later. Ok mọi người, thì nãy giờ mình cứ tưởng là mình đã bấm nút quay, nhưng mà nãy mình ra mình quay xong rồi thì là mình ra mình xem thử thì mình nhận ra là mình chưa bấm nút quay. Cái hồi xưa luôn là mình đã mất cái chức là thu thập thêm hai anh dân làng nữa rồi đó. Nói chung là mình đã kiếm được thêm hai anh dân làng nữa, đây có hai anh dân làng nữa. Và cái công cuộc kiếm đó cũng khá là gian nan cực khổ luôn. Và đây rồi, đây là những cái hạt giống và những cái và là những cái kho hạt giống số lúa mì các thứ để mình nông dân này đã thu hoạch nãy giờ đó mọi người. Và không biết là máy này biết trồng lại không ta, hay là máy này chỉ biết thu hoạch thôi. Hy vọng là máy này biết trồng lại nha mọi người, mình sẽ xem thử này có trồng lại không. Không là mình nhưng là mình phải trồng tay lại thôi, mệt đó nha. Để mình xem thử cây cây có cây cây lúa thu hoạch lúc này. Rồi mình xem thử anh đó có trồng lại không. Nghĩ nghĩ, kìa không trồng lại luôn. Thì ra mấy này chỉ có thu hoạch thôi mọi người, không không có trồng lại được, khá là xui luôn. Trồng lại được không? Ok, xui rồi mọi người, mấy này chỉ biết thu hoạch thôi. Vậy là mình phải tự gọi là mình phải tự trồng lại rồi. Mình cứ tưởng là mình có một cái hệ thống gọi là tự động thu hoạch và trồng trọt chứ, rất là buồn luôn. Và ok, thì nói chung là mình đã kiếm được thêm hai anh dân làng có nghề nông dân, và kiếm gọi là nâng cấp mấy cái anh hộ vệ sĩ này lên đồ kim cương cái thứ, cái là xịn sò con bò luôn. Ok, thì chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tụi này tại đây nha mọi người. Thì mọi người nhớ vào cái Nemo TV của mình để xem stream của mình vào lúc 5:30 chiều và buổi chiều hàng ngày nha mọi người. Thì mình sẽ dự định là chơi cái con map sinh tồn này trong các buổi stream để có thể xây thêm các nhiều công trình mới. Thì trong tập sau mình sẽ dự định là đi đánh mấy em boss núi lửa đó mọi người. Thì ok, thì mọi người nhớ đón xem ở cái Nemo TV với ID là 6693 4000, với cái có thể mọi người thể tìm tên là Tín là Tegamin có thể ra nha mọi người. Ok, mọi người nhớ đón xem nha, cho mình xin một follow nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye.